Ok bạn, hiện tại Nhật ký du lịch đang có mặt tại Cà Mau. Và khi nói đến Cà Mau á, thì đa phần chúng ta sẽ nghĩ ngay đến vùng đất mũi, nơi có điểm cực nam của Tổ quốc. Và là một điểm không thể bỏ qua khi chúng ta du lịch tại Cà Mau. Còn hiện tại Nhật ký du lịch đang đứng tại cổng để chúng ta đi vào tham quan khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bẹt. Thì để xem thử là bên trong cảnh Hòn Đá Bẹt nó như thế nào, tại vì cũng có nhiều người chia sẻ để Nhật ký du lịch đến đây ghi hình. Cập nhật lại cho bạn cái quang cảnh của Hòn Đá Bẹt mà những cái ngày trước, những lúc trước các bạn đã từng đến đây du lịch rồi, thì bây giờ xem lại thử là quang cảnh nó có thay đổi gì như thế nào hay không, thì cảnh nó đẹp như thế nào. Thì mời các bạn đồng hành hết video cùng với Nhật ký du lịch, chúng ta sẽ đi vào trong. Và trước khi đi vào nội dung chính của video, các bạn đừng quên để lại cho Nhật ký du lịch một đăng ký kênh, nhớ bật cái chuông thông báo ở kế bên nút đăng ký nha các bạn, và chia sẻ video để tạo động lực Nhật ký du lịch sẽ đi khám phá nhiều điểm nữa để ghi hình cho các bạn. Và cập nhật cho bạn luôn cái giá vé ở đây chúng ta di chuyển bằng xe điện đó là 40.000 một người để di chuyển vào bên trong. Và bên trong vẫn có nhà hàng, khách sạn ở khu lưu trú ở trong nữa bạn. Không để mất thời gian của bạn nữa, Nhật ký du lịch sẽ lên xe điện, chúng ta bắt đầu di chuyển nha. Mình đã mua vé xong rồi và bây giờ chỉ việc vào di chuyển vào trong thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cổng, các bạn thấy không? Khi chúng ta đến đây sẽ thấy được là khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bẹt. Đây là cổng để chúng ta vào bên trong các bạn. Và trước khi vào trong thì chúng ta phải mua vé bên ngoài cổng nha bạn. Ở bên ngoài thì ngay chỗ mà vừa rồi Nhật ký du lịch đứng chào các bạn á, thì có khu vực gửi xe ô tô và xe máy, và người ta cũng bán vé tham quan ở ngay khu vực đó luôn các bạn. Và sau khi chúng ta mua vé tham quan xong thì mình sẽ được xe điện đưa chúng ta vào, và khi về thì xe điện sẽ đón chúng ta ra. Cái đường này thì chúng ta cũng có thể di chuyển đi bộ bạn, nhưng mà nó sẽ hơi xa một xíu và nó sẽ nắng nha các bạn. Nếu mà chúng ta đi vào thời điểm tầm khoảng cỡ 90 giờ là bắt đầu nắng lên rồi, thì mình đi xe điện nó sẽ mát mẻ hơn. Có người đưa chúng ta đi để chúng ta ngồi trên xe điện ngắm cảnh như Nhật ký du lịch đang ghi hình cho bạn xem trước màn hình các bạn đó. Đây là cái lối để chúng ta đi vào bên trong khu di tích quốc gia được xếp hạng ở đây. Và một số những thông tin về khu di tích Hòn Đá Bẹt thì ngày xưa là cũng là nơi từng diễn ra cái trận đánh để mà giải phóng khu vực này, đánh kháng chiến các bạn. Nhà du lịch thì không khai thác chuyên sâu vào lịch sử đâu các bạn, chỉ cho thiên về các bạn xem cảnh và review những cái điểm mà Nhật ký du lịch đã đến, cập nhật cái giá vé, quang cảnh và những dịch vụ bên trong thôi. Còn về vấn đề gọi là lịch sử như thế nào thì các bạn hãy tự tìm hiểu ở trên những cái trang thông tin đại chúng, những trang mạng chính thống nha. Nhật ký du lịch không khai thác sâu vào vấn đề lịch sử, mong các bạn thông cảm. Tại vì nhiều bạn sẽ nói tại sao ông đến những cái khu lịch sử đó mà ông không có chia sẻ những cái thông tin. Thì các bạn cũng hiểu rõ vấn đề là kênh của Nhật ký du lịch là kênh chuyên về review du lịch và ghi hình những cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh, kể cả ẩm thực vùng miền để gửi đến cho các bạn, chứ không khai thác sâu vào vấn đề lịch sử lắm. Trong đây các bạn nhìn thấy không, khi chúng ta di chuyển bằng xe điện thì cái cảnh nó rất là đẹp bạn. Hai bên là biển và ở giữa là những hòn ở giữa biển các bạn. Và một thông tin nữa muốn cập nhật cho các bạn đó là sở dĩ có tên gọi là Hòn Đá Bẹt là ngày trước khi người ngư dân ở đây ra khơi đánh cá, thì vào mỗi lúc mà nắng lên á, thì người ta nhìn từ xa
ngay giữa hòn đây nó ánh lên một cái màu màu bạc, cho nên mới gọi là đặt một cái tên thân quen, và từ đó đến giờ là hòn đá bạc đấy các bạn. Và chúng ta đang đi vào bên trong rồi, tới khu vực này chúng ta sẽ đi qua hình tượng người ta làm hình con rồng các bạn. Đó, mình sẽ đi bằng xe điện và chui qua hình con rồng đang uốn lượn các bạn thấy không. Cảnh trước mặt các bạn rất là đẹp, đứng ở mọi vị trí nào chúng ta cũng đều quan sát được cảnh đẹp của hòn đá bạc, một kiệt tác mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Cà Mau các bạn. Ngày xưa thì là nơi chiến tranh kháng chiến, nhưng mà hôm nay nó đã là khu danh lam thắng cảnh để du khách chúng ta đến thưởng ngoạn du lịch Cà Mau. Thì ngoài việc chúng ta ghé về đất mũi để biết được điểm cực nam của Tổ quốc, thì hòn đá bạc cũng là một nơi để chúng ta đến. Tại cảnh ở đây cũng rất là đẹp các bạn, không thua kém gì với những nơi mà các bạn đã từng đi du lịch, những cái nơi mà có biển các bạn. Chúng ta đang dần đi sâu vào bên trong và để xem thử là bên trong còn có những cái khu vực nào cần khám phá, thì Nhật Ký Du Lịch sẽ cố gắng khai thác và khám phá tất cả để mọi người chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hòn đá bạc. Rồi xe điện sẽ đưa chúng ta đi hết một vòng ở trong luôn các bạn. Bình thường là khách đến đây là sẽ đứng ở đó trước đúng không em? Dạ đúng. Rồi sau đó sẽ lên xe điện đi tiếp. Dạ. Còn hiện tại thì đang nắng quá cho nên là Nhật Ký Du Lịch sẽ ngồi trên xe điện. Xe điện sẽ đưa chúng ta đi một vòng và sau đó Nhật Ký Du Lịch sẽ tự đi khám phá các bạn. Khi mà ra lại, nếu mà khách ra lại là sẽ có xe đón chứ đúng không em hả? Dạ đúng. Ừ. À, mình đi đang đi cái hướng này là đi đâu em? Dạ mình đi vòng khu vực Hòn Lớn. À đi qua Hòn Lớn. Nếu mà khách muốn đi bộ thì vẫn đi được đúng không? Dạ đúng. À. Đường có đường thông thoáng cho mình đi. À. Chúng ta đang di chuyển qua bên khu vực Hòn Lớn. Ở trên đây là có hai hòn hả em? Dạ. À, đó tầm là hòn bên kia thường ta gọi là hòn cổ. Dạ. Hòn ở bên này thì kia là hòn đá bạc. À hòn bên kia gọi là hòn gì em? Hòn ông cổ á. Ông cổ. Dạ đúng rồi. À. Còn anh thấy á, lúc đi ngang thấy cái hòn đá nhỏ nhỏ giữa không? À. Cái đó thường gọi là hòn lẻ. Hòn lẻ. Tại vì nó nằm một mình nó đúng không em? Dạ đúng rồi, nhưng mà nó có đá thôi, ta kêu là hòn lẻ, nó cũng đúng. À, tại vì nó nằm lẻ loi mình nó. Dạ nó đúng. À, cho nên gọi là hòn lẻ. Và bây giờ chúng ta đang di chuyển bằng xe điện để qua bên hòn đá bạc đấy bạn. Hòn Lớn hay còn gọi là hòn đá bạc. Cái cảnh của những bờ kè các bạn thấy không? Sóng biển nó cứ nhấp nhô vào bờ. À, khi các bạn xem trên màn hình thì chúng ta sẽ không cảm nhận được hết vẻ đẹp ở đây đâu. À, chúng ta phải cảm nhận bằng mắt, bằng tai, nghe tiếng sóng biển nó vỗ vào bên trong những cái phiến đá, những hòn đá ở đây cũng phát ra một âm thanh nó vô cùng là thú vị, và nó có một chút gì đó nó bình yên lắm các bạn. Nó yên ả và nó trầm lắng lắm. Cảm giác nó rất là dễ chịu. Mình vừa được quan sát cảnh tàu thuyền ngoài khơi, và chúng ta cũng có thể thả hồn mình cùng với lại biển. Và ở trên đây rất là nhiều những cây xanh, những tán lá, rất là mát luôn các bạn. Các bạn thấy tuyến đường vô cùng là thông thoáng. Ngày xưa thì không được thông thoáng như bây giờ đâu các bạn. Nhưng mà sau này thì cái điểm du lịch đây cũng đã làm thông thoáng hơn cho khách tham quan. Đây là khu vực nào đây anh? Dạ, đây là khu vực Mẹ Nam Hải. À, thường vực... là ngư dân sẽ qua đây cúng bái. À, khu vực Mẹ Nam Hải. Thường là ngư dân sẽ đến đây để mà cúng bái. À, rồi em đợi anh xíu nha, để anh lên anh lễ Phật á. Dạ, dạ, được anh. Đây bây giờ chúng ta sẽ lên để lễ Phật các bạn. Đây khu vực của Mẹ Nam Hải mà thường là ngư dân hay đến vị trí này để mà cúng bái đây các bạn. Thì vừa rồi Nhật Ký Du Lịch cũng vừa làm lễ để bái lạy Mẹ Nam Hải. Và cho bạn quan sát cái cảnh biển này. Trước khi chúng ta di chuyển thì mình sẽ đứng đây một xíu nè cho bạn quan sát. Bỏ cái cảnh biển xung quanh các bạn thấy không? Đây là khu vực mình nhìn ra từ xa. Những tàu thuyền đang neo đậu. Và sóng biển nó cứ nhấp nhô, nó đánh vào bên trong những hòn đá như này. Cái khung cảnh đây rất là mát luôn bạn. Tại vì ở trên hòn này cây xanh rất là nhiều. Mà mình đứng đây thì mình cảm nhận
một cái gọi là một cái thư thái, một cái thư thái các bạn, có nghĩa là mình được thả hồn mình cùng với thiên nhiên ở đây luôn. Sông nước, cái này là biển các bạn, không phải là sông nước nha. Mình được thả hồn mình cùng với lại cái nghe được những cái tiếng sóng biển rì rào, cảm giác nó vô cùng là thú vị và nó rất là dễ chịu luôn các bạn. Rồi ok, bây giờ sẽ tiếp tục lên xe để di chuyển đến điểm tiếp theo. Cảnh rất là đẹp các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển, mình đến điểm tiếp theo là điểm nào em? Dạ, thường thường là chạy đường này á. Tới đây là lên đường Sương Cao. Sương Cao. Đền thờ Sương Cao. À. Theo quan niệm của người dân ở đây á là ngày xưa á, là cá ông hay là cứu ngư dân khi mà gặp nạn ngồi biển em ha. Dạ đúng rồi. À, cho nên là bây giờ là người dân vẫn còn đang thờ ở trên đây. Dạ đúng. À. Ở trên là còn có hang chùa gì không em? Có kiểu như là thờ hổ. À. Hổ cạnh trên này nè, lên là thầy gặp. À, nghĩa là đường đó đường đi bộ thôi. Dạ đúng rồi. Ừ. Em hồi em chạy dòng này em sẽ đưa anh lên chỗ khu di tích. Ok. Đây đường này là đường lên bên đây hả? Lăng Cá Ông. À, là sẽ đi hướng này lên Lăng Cá Ông. Tí nữa Nhật Du Lịch sẽ sau khi đi xe điện xong thì sẽ tự đi khám phá cho các bạn xem. À, trong đây là nhà hàng đúng không em? Nhà hàng khách sạn đúng không? Nhà hàng khách sạn. À. Này chắc xây lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Anh thấy nó nhìn bên ngoài nó bám đầy rong rêu á. Dạ đúng. Nhưng mà cái cảnh ở đây mà khi chúng ta ngồi thưởng thức ẩm thực ở đây mà chúng ta ngó cảnh biển á, quan sát ngắm cảnh biển cũng rất là thú vị các bạn, rất là đẹp. Mình đang đi xe điện đi dạo một vòng ở khu vực nhà hàng khách sạn trong đây. Đây nhà hàng khách sạn Hòn Đá Bạc các bạn. Cái cảnh ở đây rất là đẹp các bạn ạ. À. Mình đi mọi ngóc ngách mình đều thấy được những cái điểm thú vị, những điểm thú vị khi chúng ta du lịch tại Hòn Đá Bạc. Được cái thì cây cối ở đây rất là nhiều cho nên là khá là mát mẻ các bạn. Và cái cảnh mà để chúng ta nhìn từ trên cao xuống thì cũng rất đẹp. Nhưng lưu ý với các bạn là chúng ta không được phép bay flycam nha các bạn. Mình muốn làm việc gì thì mình phải xin phép trước. Tại vì cái đó là mình lưu ý cho các bạn, nhiều khi các bạn thấy cái cảnh mình bay flycam các bạn là tới mà cứ vác máy là bay là mình bị bắn nha các bạn. Không đơn giản đâu nha. Mình phải xin trước chứ không là sẽ bị bắn đấy, bắn rơi ấy. Giờ là đang đi qua bên khu di tích em ha. Dạ. Này khu di tích. À, chỗ này luôn. Dạ. Ở trên đó là có gì trên đó? Dạ, trên đây nè, đường lên thẳng lên đây là mình lên khu di tích. Ừ. Lên trưng tài bao trưng bày như là trưng bày những như nhà trưng bày, súng hình ảnh xe cộ rồi đó. À. Đường bên này là đường nhà thờ Bác Hồ. Ừ. Tất cả là đều đi một lối trên đây hết. Dạ. Có đường xuống cho mình luôn. Ừ, rồi, ok. Dạ. Rồi anh lên trên xíu nhé. Dạ dạ. Rồi ok em. Tí nữa anh ra là anh xuống đây anh đợi luôn ha. Anh có đi tham quan qua bên Lăng Cá Ông không? À có. Anh có đi Lăng Cá Ông rồi anh đi xem cái này từ anh em sẽ đậu ở trần bến gần đó đó. Ok em. Trang chỗ tấm bia di tích. Ok ok. Rồi tí nữa anh tham quan xong anh sẽ ra đó rồi có xe thì anh lên đi. Dạ. Yeah. Rồi ok em. Yeah. Ừ. Có nghĩa là tham quan đây xong là sẽ đi qua bên Lăng Cá Ông luôn ha? Dạ yeah, đúng rồi, có đường qua cái Lăng Cá Ông luôn anh. À rồi anh đi bộ ngược lại hướng nãy hay sao? Dạ yeah, đúng rồi. Rồi ok em. Có đường cầu thang xuống. À rồi ok. Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Yeah. Ok. Rồi đây các bạn, trước khi đi lên trên thì sẽ cho các bạn đây. Ở đây chúng ta có thể thấy được một tấm bia khu di tích trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12. Đó là những cái thông tin được đặt trên tấm bia trước khu di tích. Và bây giờ chúng ta sẽ lên trên các bạn. Mình sẽ đi trải qua những bậc cấp như thế này để lên trên. Và đây cũng là điểm lần đầu tiên Nhật Du Lịch đến. Do đó là sẽ cố gắng đi thiệt là chậm rãi và khai thác tất cả những cảnh đẹp, những thông tin ở khu di tích Hòn Đá Bạc để các bạn chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Và kết hợp bên cạnh đó chúng ta có thể quan sát được những cảnh đẹp, từng ngóc ngách, tất cả những vị trí gọi là đẹp nhất của Hòn Đá Bạc sẽ ghi hình giới thiệu cho các bạn. Để các bạn biết cái điểm mà khi chúng ta du lịch ở Cà Mau, ngoài việc đi những nơi như là đất mũi thì Hòn Đá Bạc này cũng là một điểm để chúng ta đến ngắm cảnh các bạn. Đây mình sẽ di chuyển lên trên. Ở trong đây là
Vị trí ở trên đây là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn cái lối đây là để đi đâu đây các bạn? Chị ơi, em hỏi xíu cái lối này là để mình đi đâu đây chị? À, nhà trưng bày. Còn khu chính của khu di tích lịch sử là trên đó luôn đúng không? À, à còn bên đây là khu thờ bác. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong làm lễ ở khu tưởng niệm, khu thờ của bác, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh các bạn. Mình sẽ lên mình làm lễ trước trên đây và sau đó sẽ di chuyển qua lên trên nhà trưng bày các bạn. Không biết là hiện tại trên có mở cửa hay không, tại vì vào cuối tuần thì ở khu di tích Hòn Đá Bạc sẽ đông hơn, đặc biệt là vào ngày thứ bảy chủ nhật các bạn. Còn những ngày thường thì lác đác một vài khách thôi, và đâu đó cũng có những người người ta đi câu biển các bạn. Mình sẽ trải qua rất là nhiều những bậc cấp như thế này để đến được với khu tưởng niệm của Bác Hồ. Đây, trước mặt các bạn đó chính là khu nhà tưởng niệm của Bác Hồ. Và giày dép thì chúng ta sẽ để bên ngoài nha các bạn. Mình không được phép mang vào bên trong đâu. Nhà cứu lịch sẽ vào làm lễ và sau đó sẽ di chuyển ra để cho ghi hình những điểm tiếp theo cho các bạn. Mình sẽ thắp một nén hương các bạn. Ở đây cũng có hương nhưng mà có nhang các bạn. Nãy mình vào mình không thấy, không để ý. Đây có nhang. Đến đây thì mình thắp một nén nhang cho Bác Hồ. Đây, bên đây là những cái hình ảnh bạn. Như hình ảnh của Bác. Những phòng làm việc của công an Nam Bộ. Rồi một số những hình ảnh của Bác đây. Rồi bây giờ sẽ di chuyển ra để đi lên trên bạn. Hiện tại thì ở đây khá là vắng. Chúng ta sẽ di chuyển tiếp lên trên khu vực nhà trưng bày nhé. Có những cái khu vực nào gọi là điểm tham quan chính ở đây thì Nhật Kiều Lịch sẽ ghi hình cho các bạn để bạn biết những cái điểm mà khi chúng ta đến đây mình biết điểm mình đi nữa bạn, biết nơi mình đi. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên trên các bạn. Ok, sau khi chúng ta làm lễ dân hương ở khu tưởng niệm của Bác rồi thì bây giờ Nhật Kiều Lịch sẽ tiếp tục đưa các bạn, chúng ta sẽ lên trên khu gọi là khu trưng bày, nhà trưng bày các bạn. Mình dân hương xong mình sẽ đi ngược trở ra theo cái lối bậc cấp mà vừa rồi chúng ta vừa đi á, thì bây giờ mình sẽ đi ngược xuống lại và di chuyển lên theo cái hướng có cái biển chỉ dẫn, chúng ta sẽ lên đây các bạn. Đây khung cảnh các bạn thấy không, nó rất là mát các bạn, vô cùng mát mẻ. Mình sẽ cố gắng chậm rãi các bạn, tại vì nhiều khi đến nhanh những cái nơi du lịch mà mình quen cái thói quen của mình á, mình kiểu như năng lượng mình nhiều các bạn, là nó sẽ các bạn xem sẽ vô cùng là bị nhanh trong cái nội dung. Do đó là mình sẽ cố gắng mình điều tiết lại cái cảm xúc, cái năng lượng của mình để ghi hình chậm rãi cho các bạn quan sát cảnh dễ hơn. Rất là nhiều những bậc cấp nha các bạn nha. Đây mà ai mà đi vào buổi trưa á thì cũng khá là tốn sức đấy. Tại vì mình sẽ leo nhiều bậc cấp để lên trên. Và tuy là cái ở đây cái khung cảnh nó nhiều cây xanh mát mẻ nhưng mà cũng khá là thấm mệt các bạn. Đây, trước mặt các bạn là tượng đài có hình mũi tàu luôn ha các bạn. Tượng đài hình mũi tàu. Và mình nhìn thấy ở khu vực phía trước hình mũi tàu này. Camera lui ra cho bạn xem nè. Nhiều khi camera cố gắng tập trung. Đây.
ở khu vực phía trước hình mũi tàu, các bạn có thấy được một cái hố sâu rất là giống như là một hình của bàn chân các bạn. Và người ta hay nói là bàn chân tiên, không biết là có phải vị trí này hay không. Cho ra tiếng xét là cho mọi người đi một vòng cho mọi người xem nè. Bạn thấy giống không? Giống như hình của một bàn chân. Và mọi người hay nói là ở trên khu vực Hòn Đá Bạc đây á là có dấu tích của bàn chân tiên. Thì mình không biết là có phải vị trí này hay không. Cũng không rõ nữa các bạn, cho nên là không dám khẳng định. Mình không giới thiệu chính xác đây là bàn chân tiên, nhưng mà mình nghe người dân nói là ở trên Hòn Đá Bạc có dấu tích của bàn chân tiên. Và đến đây thì mình thấy vị trí này cũng khá là giống với bàn chân. Không biết có phải là đúng dấu tích bàn chân tiên hay không. Đây là bia chiến thắng các bạn. Đến đây là mình sẽ thấy được tấm bia chiến thắng Hòn Đá Bạc. Nơi đây quân dân Khánh Bình Tây đã phối hợp với lực lượng chủ lực đánh bao quay, bức rút trung đội pháo gồm 2 khẩu 105 ly thuộc trung đoàn 31, sư đoàn 21 của Ngụy vào ngày 7 tháng 12 năm 1971. Thì chúng phải rút chạy. Thì chiến thắng này góp phần đánh bại âm mưu bình định của địch giải phóng Hòn Đá Bạc. Đó là thông tin ở ngay tấm bia đặt ở khu vị trí khu vực nhà trưng bày chiến thắng kế hoạch phản gián CM12. Nơi này phía trước mình thấy có để là bảo tàng công an nhân dân, khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc, trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 là đặt ở đây các bạn. Đây chúng ta lên trên nhé. Hiện tại thì tất cả những gian phòng đều được khóa lại, có thể là vắng khách các bạn, vắng khách du lịch tới, cho nên là tất cả những gian phòng ở đây đều đã khóa lại. Bình thường mà khách đông thì sẽ có người mở cửa cho chúng ta và chúng ta sẽ được xem ở khu vực bên trong nhà trưng bày các bạn. Mình sẽ đi vào cái lối bên cạnh cho bạn ngắm cảnh vị trí bên cạnh này. Đây đứng ở mọi vị trí như lúc nãy mà nhà Kiên Lịch có nói với các bạn là chúng ta đều thấy được những cảnh đẹp của khu di tích Hòn Đá Bạc. Bên đây là khu vực nhà vệ sinh luôn các bạn nha. Đó, mà ra đây là đứng cho bạn ngắm cảnh. Chúng ta đứng ở mọi vị trí là đều thấy được những cảnh đẹp của Hòn Đá Bạc mà, thấy không? Ở xa xa trong kia là đất liền. Đó, camera di chuyển qua đây cho mọi người xem. Xa 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 bên kia là đất liền. Ở giữa đây là hai cái hòn mà vừa rồi ở đầu video và Kiều Lịch có giới thiệu bạn á. Và vị trí mình đang đứng là Hòn Lớn. Hòn Lớn hay là còn gọi là Hòn Đá Bạc các bạn. Bên kia là Hòn Nhỏ. Đó, Hòn Nhỏ là đi từ cổng chúng ta đi vào là sẽ bắt gặp một Hòn Nhỏ rồi. Chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều những cái tuyến đường ngoằn nghèo nhưng mà khá là bằng phẳng, tại vì xe điện sẽ đưa chúng ta đi hết tất cả cái điểm trong đây các bạn. Rồi, đi ra bạn. Bây giờ sẽ tiếp tục qua bên vị trí tiếp theo nha. Nếu mà chúng ta đi vào những cái ngày cuối tuần thì sẽ đông vui hơn các bạn. Ngày trong tuần thì mọi người người ta làm việc á, chỉ có mình rảnh rỗi rồi mình đi ghi hình cho các bạn. Nói chung là cũng là một công việc các bạn, mỗi người mỗi công việc, mỗi ngành nghề. Bây giờ mình đi review du lịch, ghi hình cho các bạn thì tìm đến những cái điểm mà có thể là mới lạ và cũng có thể là đã khá quen thuộc với các bạn để ghi hình cho các bạn xem lại là sau cái khoảng thời gian mà ngày trước các bạn đã từng đến rồi thì bây giờ cái quang cảnh nó có thay đổi như thế nào hay không. Cập nhật từ cái giá vé cho đến cách thức di chuyển và những dịch vụ ở những nơi mà Nhật Kiều Lịch đến ghi hình đều cố gắng cập nhật chi tiết cho các bạn. Bên đây mình đang kiếm cái lối để đi xuống bên lăng cá ông các bạn, tại vì nghe nói là có một đường đi nữa. Đây chúng ta ra sau bạn, mình không có phải là di chuyển ngược lại cái vị trí ban đầu bạn, cho nên là đang kiếm cái lối để đi qua bên khu vực lăng cá ông cho nó gần và hướng dẫn cho các bạn luôn, để các bạn biết là khi mình lên trên khu nhà trưng bày rồi thì mình biết cái đường để mình đi qua bên lăng, có thể là lối này các bạn. Đây rồi, chính xác rồi, đây có lối đi nè. Đó, sau khi chúng ta vào tham quan ở bên trong khu nhà trưng bày, nhà tưởng niệm thì
mình sẽ di chuyển xuống ra khu vực ở bên cạnh nhà tưởng niệm. Mình sẽ đến với lăng các ông, nơi đang trưng bày bộ xương của các ông ở trên các bạn. Cảnh đây rất là mát, nhưng mà do mình đi mình di chuyển nhiều cho nên là nó đổ mồ hôi các bạn. Chứ còn cảnh đây mát mẻ lắm, bạn thấy cái hoàn cảnh nó mát mẻ lắm. Và cái đường xuống dốc thì tới cái đoạn này nó hơi bị chài xuống các bạn, nó hơi bị chuối xuống các bạn, cho nên là chúng ta cẩn thận nha. Còn nếu mà ai đi mà gặp trúng cái trời mưa là các bạn cố gắng hết sức cẩn thận ở những cái đoạn này, tại vì rong rêu nó sẽ bám đầy ở trên đá này, bạn thấy không, một màu xanh nè, đó nó bám đầy trên đá. Cho nên chúng ta đi vào những ngày trời mưa thì chúng ta hãy cẩn thận nhìn đường để chúng ta đi nhé. Mình sẽ xuống phía dưới để qua lên trên lăng cá ông, nơi đang lưu giữ bộ xương cá ông ở trên đó bạn, bộ xương cá ông khổng lồ. Và tí nữa sẽ di chuyển ngược ra những cái cạnh biển á, để xem thử là một số người người ta đang câu cá biển ở đây các bạn. Lúc đầu cũng quên chia sẻ với các bạn là cái đường đi đến đây á, để đến được với Hòn Đá Bạc các bạn, là chúng ta bấm trên Google Maps thì nó sẽ có hai cái lối để chúng ta đi. Nếu như các bạn di chuyển bằng ô tô các bạn, nếu như di chuyển bằng ô tô thì chúng ta sẽ đi một cái đường lớn. Còn nếu chúng ta di chuyển bằng phương tiện xe máy thì mình sẽ đi bằng một cái đường nhỏ và sẽ được đi qua phà dân sinh. Chúng ta sẽ ngắm được cái cảnh sông nước ở Cà Mau, rồi thấy được cái cảnh sinh hoạt hàng ngày của bà con ở vùng sông nước, rồi họ buôn bán từng những cái món gọi là đồ ăn vùng miền các bạn, những cái bánh rất là nhỏ nhỏ li ti, nhưng mà mình đi thẳng qua bên trên Hòn Đá Bạc này luôn để ghi hình cho các bạn luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xuống dưới nha. Nhưng mà khi các bạn bấm Google Maps thì các bạn lưu ý là nhớ gần tới khu vực Hòn Đá Bạc á, cách tầm khoảng cỡ 10 cây số thì các bạn hỏi người dân địa phương nha. Tại vì có nhiều khi Google là chỉ chúng ta đi ngoằn nghèo các bạn. Cho nên là lưu ý hỏi người dân địa phương thì sẽ chính xác cái đường hơn. Mình vẫn định hướng ở trên Google, nhưng mà cách tầm khoảng cỡ 10 cây số nữa là đến Hòn Đá Bạc thì các bạn nên hỏi người dân là vừa. Mình sẽ hỏi là người ta sẽ chỉ mình đi, kết hợp với mình định hướng theo cái hướng của Google thì nó sẽ chính xác hơn các bạn. Chứ còn nếu mà không là chúng ta sẽ đi loằng ngoằng các bạn, tại vì đường Cà Mau rồi các bạn cũng biết rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm các bạn. mình đi mà không đúng là mình đi loằng ngoằng là rất là xa luôn. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam đó. Các bạn muốn xem chi tiết cái đất mũi Cà Mau thì vào video trước, Nhật Kiêu Lịch đã ghi hình ở đất mũi nha các bạn. Vào cái video trước các bạn xem thì sẽ thấy được rõ hơn về giá cả dịch vụ, giá vé, rồi di chuyển như thế nào ở trong đất mũi Cà Mau. Cảnh đẹp ở đất mũi Cà Mau thì các bạn cứ vào video trước các bạn xem. Nhật Kiêu Lịch nói chung là đã ghi hình hầu như là gần hết Việt Nam mình rồi. Còn một số những cái điểm nếu mà nói về 64 tỉnh thành á, là Nhật Kiêu Lịch đã đi được 63 tỉnh thành các bạn, thì Nhật Kiêu Lịch đã đi hết 63 tỉnh thành rồi. Nhưng mà những tỉnh thành Nhật Kiêu Lịch đi qua sẽ còn sót một số những điểm mà để ghi hình, thì Nhật Kiêu Lịch sẽ cố gắng ghi hình lại những cái tỉnh mà mình đã đi qua rồi mình bỏ lỡ không ghi hình ở một vài những điểm đó, thì Nhật Kiêu Lịch sẽ cố gắng tới để ghi hình. Chứ còn đi là mình đã đi hết rồi các bạn, đi hết Việt Nam rồi. Và sau khi đã ghi hình hết tất cả những vẻ đẹp của Việt Nam thì Nhật Kiêu Lịch sẽ di chuyển ra những nước bạn, tiếp tục nâng cấp cái video lên. Và cũng mong là các bạn khán giả trên kênh Nhật Kiêu Lịch, nếu mà thương Nhật Kiêu Lịch thì xem video nhớ bấm cái nút đăng ký, tất cả đều miễn phí các bạn. Bấm đăng ký miễn phí, và sau khi chúng ta bấm đăng ký thì bật cái chuông có hình cái chuông kế bên nút đăng ký, và bấm vào chữ tất cả, nó sẽ hiện lên thông báo khi mà Nhật Kiêu Lịch đăng video. Đó là một cách để ủng hộ tinh thần cho Nhật Kiêu Lịch. Và nếu các bạn muốn ủng hộ tinh thần Nhật Kiêu Lịch một cách triệt để luôn thì cứ chia sẻ video nha, để cho mọi người cùng xem. Biết đâu đến một ngày nào đó mình sẽ đi du lịch ở những điểm mà Nhật Kiêu Lịch đã đi thì sao? Lúc đó các bạn sẽ không phải bỡ ngỡ đó các bạn, như mình đến lần đầu, ở mọi nơi mà mình đến đều rất là bỡ ngỡ luôn. Và mình sẽ tự tìm tòi, tự hỏi thăm, rồi khám phá để ghi hình cho các bạn. Còn các bạn đã xem được video của Nhật Kiêu Lịch rồi thì các bạn
cũng đã biết được coi như là 50% rồi, nó chỉ là chưa có cái cảm giác thật khi chúng ta đến tại vị trí đó thôi. Còn mình đã xem được thì mình cũng đã biết được giá vé nó như thế nào, rồi di chuyển ra sao, ăn uống như nào, thì Nhật Ký Lịch sẽ đã ghi hình hết trên video rồi. Các bạn nhớ chia sẻ video để mọi người cùng biết và cùng đi du lịch với Nhật Ký Lịch nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên không để mất thời gian các bạn. Vừa rồi mình đứng mình chia sẻ thông tin là để cho camera có thời gian nghỉ ngơi các bạn, tại vì leo trên leo xuống nhiều khi hơi tốn sức, nhưng mình đứng chia sẻ thông tin cho camera nghỉ một xíu, và sau đó bây giờ chúng ta tiếp tục leo nè. Đó, các bạn thấy mình tốt bụng không, mình cho nghỉ xong giờ mình bắt leo tiếp bạn. Nghỉ xong giờ leo tiếp nè. Đó. Đây, giờ lên trên các bạn. Những cái bậc như thế này khi mà chúng ta đi ở giữa là nó sẽ rất là khó đi. Và bình thường là mình đi là đa phần là mình sẽ đi theo hình dích dắt các bạn. Nó sẽ giảm cái sức của mình, giảm cái sức ì các bạn, sức trì lại á. Đây, chúng ta sẽ lên trên lăng cái ông nha. Và tí nữa thì có thể là Nhật Ký Lịch sẽ xuống để ngay khu vực nhà hàng á, mình sẽ ghi hình cái bảng giá cho bạn xem thôi. Tại vì vừa rồi khi mà mình đi vào bên trong á là mình bị lạc các bạn. Cái đường đi vào á là mình bấm Google Maps mình đi đó, bị lòn tính là vào đây thưởng thức ẩm thực để ghi hình cho bạn luôn, nhưng mà lòn ngon thì nó cũng đã đến giờ trưa á, buộc mình phải dùng bữa để camera dùng bữa luôn bạn, có sức còn đi ghi hình nữa. Do đó là sẽ cập nhật cái bảng giá cả ở nhà hàng ở đây cho bạn xem thôi. Còn mình sẽ không dùng bữa tại đây, tại vì đã dùng bữa trên đường đi đến đây rồi. Thì các bạn thông cảm cho những cái lịch là cái video này á, mình sẽ không ghi hình ẩm thực, là tại vì vừa rồi đã vừa ăn xong luôn bạn, vừa ăn xong rồi tới đây luôn á, cho nên là nó rất là no luôn, mà ngồi mà ghi hình mà kiểu như là mình ăn nhỏ là đôi khi là sẽ không phản ánh đúng cái độ ngon của những món ăn ở những nơi này. Thì bạn sẽ nghĩ là những cái món này có thể là nó sẽ dở, cho nên là ông ăn ông nho, không phải bạn. Bây giờ cho nên là mình sẽ đi ghi hình hết và sẽ cập nhật cái bảng giá thực đơn ở đây cho bạn xem, để bạn biết là giá cả ở đây như thế nào. Còn thưởng thức thì sẽ hẹn các bạn ở vào một cái dịp khác, ở một cái video khác, có thể là đến đây này lại, và cũng có thể là sẽ đến ở vị trí khác của Cà Mau. Thì tất cả những cái lịch trình và Nhật Ký Lịch đi đa phần là hầu như là không bao giờ tính trước các bạn. Mình xác định cái điểm đến thôi, xác định cái nơi mình đến. Còn ghi hình như thế nào thì tới đó tùy duyên các bạn. Có khi những video mà mình không nghĩ là mình ghi hình mà mình hữu duyên thì bật máy lên ghi hình để chia sẻ cho các bạn thôi. Đó là cái lý do mà Ký Lịch muốn giảm tải cái đầu của mình, tránh bị chi phối tận, cho nên là cứ xác định điểm đến thôi, xác định cái tỉnh đến thôi. Còn đến đó ghi hình gì thì lúc đó mới tính sâu bạn. Rồi lên chơi các bạn. Đó, cứ leo đường đoạn là tôi lại ngừng, tôi cho camera nghỉ. Đây, chúng ta sẽ vào đây trước. Rồi bây giờ sẽ lên trên. Rất là nhiều những bậc cấp các bạn. Mình sẽ đi rất là nhiều những bậc cấp để đi lên được khu vực vị trí ở trên. Ồ, hình như con chó hay con khỉ gì ta, thấy nó chạy lơ sơ ở trên các bạn. Khá là tốn sức và như gần tới rồi bạn ạ. Còn chỉ tầm khoảng cỡ vài chục bậc nữa là tới rồi. Rất là mát bạn. Rồi chúng ta đã đến được vị trí lăng ông rồi. Tốn sức. Ôi, mình đã lên được vị trí phía trên rồi. Và tí nữa sẽ có một cái đường khác cho chúng ta đi xuống nữa.
Chào chú. À cưng. Dạ. Dạ. Ở trong mình quay phim được không chú? Hỏi tự nữa. À dạ. Tự do đi chứ. Dạ. Dạ ông. Cho con vào xíu với ông nha. Dạ. Dạ YouTube ạ. Đây chúng ta sẽ vào trong. Ở trong đây có nhang để thắp chứ ông ạ? Dạ. Dạ dạ. Đây là khu vực vị trí đang có lưu giữ bộ xương của các ông đây bạn. Rất là rất là dài đâu bạn thấy không? Đó. Kích thước ở đây thì vô cùng là lớn luôn. Và mình cũng không biết là được cái nhiều cái thông tin ở đây bạn. Để hỏi thêm ông Tự ở đây ông có biết thông tin như thế nào hay không? Bên đây mình thấy một cái tấm bia tờ tường thuật. Đây mình xem thử những cái thông tin như thế nào bạn. À đây là cái thông tin về của chủ ghe chia sẻ lại về tìm thấy cá ông tại vị trí hòn đá bạc ở mũi hòn đá bạn. Rất là dài. Giờ mình sẽ ra bên ngoài nhé. Hôm nay quán quá ông ha. Dạ. Ngồi nghỉ mát xíu. Bình thường là cuối tuần chắc đông ha ông ha. À dạ. Dạ. Thì lăng ông này là con cũng nghe nói nhiều nhưng mà không biết cái chính xác cái thông tin về bộ xương của ông á. Thì cũng nhờ ông Từ ở đây ông biết như thế nào thì ông chia sẻ giúp con nhé. Thông tin mà tìm thấy ông như thế nào thì con cũng có thấy một tấm bia để ở trên nhưng mà chữ thì đọc không có rõ. Dạ. Thì cũng mong ông Từ chia sẻ giúp cho con ạ. Nói chung thì em Út thì các nơi nó cũng lại nó quay hoài. Dạ. Nhưng mà đều cũng có thông tin nhiều rồi. Dạ. Đó, thì nội dung thì nó cũng không có dài dòng lắm. Dạ. Nhưng mà đây thì thuộc gì cái này là khu di tích của nhà nước. Dạ. Đó. Cho nên là cái gì cũng của nhà nước hết. Dạ. Của Bộ Công an quản lý mà. Dạ. Cho nên là mình đến đây thì mình cũng làm công đức ở đây. Dạ. Đó. Mình chỉ quét dọn sạch sẽ cho bà con đi cúng mình thấy mình vui rồi. Dạ. Còn cái thông tin mà về ngư dân chủ ghe mà tìm thấy cá ông á là... Nói chung là cái ông Hùng này ngày xưa năm 96 ông mới đi... quê ông thì ở Kiên Giang. Dạ. Ông mới xuống đây là ông đi đánh cá ngoài hòn Chuối á. Dạ. Rồi ghe ông bị phá nước. Dạ. Cho nên ông giái ông mà nếu đổ ông vô được á thì ông xin cạo đầu để ông nghỉ ông không làm ghe nữa. À, dạ. Cho nên từ chỗ đó ông mới đổ ông vô tới mũi hòn này nè. Dạ. Cho nên được năm anh em trong ngư phủ trong ghe đó là đều sống hết. Dạ. Khi ông lên được rồi là ghe bể banh hết. Ờ. Cho nên bây giờ ông mới tường thuật lại. Dạ. Yeah. Là hiện tại là ông từng ông mà chứng kiến là được các ông đưa vào bờ là vẫn còn sống nha. Vẫn còn sống, quê ông ở Kiên Giang mà. À dạ. Yeah. Ông ở cùng một phường với tôi mà. Dạ. Yeah. Thì bộ xương của các ông đây là có lâu chưa ông Từ? Bộ xương này như vậy là khi mình gặp ổng là năm 96. Dạ. Có 94 nha. Dạ. Gặp ổng năm 94.
rồi khi ông lị ông tấp vô bờ, yeah. Tấp vô bờ cái dân mình mới đem đi chôn, yeah. Chôn cho thịt phân hủy hết trơn rồi bắt đầu là mới bóc cốt lên đây sắp lại, yeah. À, tới bây giờ từ tầm khoảng năm chín mấy là đổi tới bây giờ luôn á ông, chín tư, à dạ, chín tư là phát hiện được là ông bị đuối là dạt vào bờ, dạt vào ngay mũi của hòn đảo Bạc đây luôn không? Dạt vào bờ vô bãi phía bên kia, dạ. Cũng trong cái xã này, dạ. Cái bãi bên kia, à rồi bắt đầu bà con mình mới thấy rồi mới chôn cho phân hủy, đúng rồi, phân hủy xong rồi mới bóc cốt lên. Rồi đem xương về đây để sắp lại để thờ ở đây để mà mong ngư dân ra biển mọi việc nó thuận lợi bình an không? Nói chung bà con những người ta đi biển đó, ta tín hưởng lắm. Dạ. Cho nên khi đi á thì cũng lại trình với ông. Dạ. Mà khi về thì cũng lại trình với ông. Dạ. Vì dân người ta tín hưởng là có cái là thí dụ người ta lại người ta cầu nguyện. Dạ. Là đi là cho ngư phủ mạnh giỏi. Dạ. Làm bắt cá cho được. Yeah. Ra đạt cái theo nguyện vọng của ta đó, yeah. Anh ta tín hưởng lắm. Dạ. Yeah. Con cảm ơn ông Từ nha. Dạ. Yeah. Vừa rồi thì cũng ngồi trò chuyện trong cái lúc mà mình leo từ dưới lên bạn thì nó cũng hơi thấm mệt nhưng mình vào cho bạn xem bên trong lăng ông và sau đó cũng ngồi trò chuyện hai ông cháu ngồi trò chuyện cũng chia sẻ cho bạn một số những thông tin mà ông Từ biết thì ông Từ chia sẻ. Còn nhiều những thông tin khác thì các bạn có thể là bạn sẽ tìm hiểu ở những cái trang mạng thì sẽ có những cái thông tin khác nhưng mà đa phần là cháu đến những địa phương nào là cháu hay hỏi người địa phương tại vì thông tin là ở người bản địa thì nhiều khi là sẽ chính xác hơn là những cái mọi người đưa những cái thông tin nó lệch lạc ở trên mạng thì nó sẽ không chính xác. Cho đó là Nhật Du Lịch đến mọi địa phương là đều sẽ hỏi người dân nếu mà ai biết thông tin gì thì chia sẻ cho chúng ta thôi. Kiểu như là một cuộc nói chuyện giữa hai ông cháu trong cái lúc mà mình ngồi mình nghỉ mệt để chuẩn bị mình đi xuống dưới cho bạn ngắm cảnh ở dưới thì cũng đã chia sẻ cho bạn một số những cái thông tin rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía dưới nha. Còn cái cảnh đẹp nào ở hòn đảo Bạc nữa thì Nhật Ký Du Lịch sẽ cố gắng ghi hình hết cho bạn trong cái chuyến hành trình mà mình về Cà Mau di chuyển đến các điểm miền Tây bạn và sau đó là sẽ đến quay ngược trở ra khu vực ở phía Bắc thì cũng mong là các bạn đón xem hết cái hành trình của Nhật Ký Du Lịch. Sẽ cố gắng ghi hình hết ở những điểm mà vừa rồi mình đi qua rồi nhưng mình bỏ lỡ, bỏ sót. Bây giờ thì xuống núi các bạn, chúng ta sẽ xuống phía dưới nhé. Sau khi chúng ta ngồi trò chuyện với ông Từ xong và rời khỏi khu vực Lăng Ông thì Nhật Ký Du Lịch đang di chuyển. Trước mặt Lăng Ông là sẽ có một cái đường để chúng ta đi xuống bàn Tây Tiên các bạn. Thì mình nghe ông Từ chia sẻ là ở dưới đây có một vị trí mà nếu chúng ta nhìn sẽ rất là giống hình của một bàn tay và người dân hay gọi là bàn tay tiên các bạn. Thì xuống đây ghi hình cho bạn. Ở dưới cũng có mấy anh người ta đánh cá dưới đường đây trơn nha bạn. Mình vừa mém trợt các bạn à. Ai ở đây ở khu vực thờ của ngài Phật Tổ thì ở vị trí phía dưới cũng có hình giống như là bàn tay. Đây các bạn, mình đứng từ ở trên đây thì mình sẽ thấy rõ nè các bạn này. Một phiến đá. Đó. Camera tí xét lại cho bạn xem ở khu vực phía dưới này. Bây giờ Nhật Du Lịch sẽ đi xuống gần cho bạn xem nha. Một phiến đá có hình rất là giống như bàn tay luôn các bạn. Có hình ngón tay. Rồi những cái phần rất giống như bàn tay. Đây, mình sẽ di chuyển xuống phía dưới nè. Đường sẽ gặp gần cho nên là chúng ta phải cẩn thận các bạn. Trước khi xuống dưới ghi hình, mình sẽ vào bên trong để mình lễ Phật trước các bạn. Đường khá gặp gần. Sau khi Nhật Ký Du Lịch lễ Phật ở trên thì đưa các bạn xuống để quan sát cảnh gọi là bàn Tây Tiên các bạn. Đây trước mặt các bạn này, cái này hả? À dạ. Nhìn mình có thể thấy được, mình mường tượng được giống như là hình những cái ngón tay ở mỗi cái khe của phiến đá các bạn. Đó, mỗi cái khe của phiến đá. Và người dân hay gọi là bàn Tây Tiên là ở khu vực này. Thì cảnh biển ở đây vô cùng đẹp các bạn ạ.
ở bên kia thì còn có một số người dân người ta đi đi câu biển các bạn. Đó là gắm cần là câu biển ở vị trí đây. Cảnh đây rất là mát và sóng biển nó cứ vỗ rì rào đập vào bên trong những cái phiến đá. Mình nghe những âm thanh nó rất là dễ chịu các bạn, kiểu như là một cái âm thanh rất là thú vị. Ở trên thì chúng ta nghe được những cái tiếng chim, rồi tiếng gà đổ ở trên. Còn ở dưới thì khi mình đứng ở vị trí này thì mình có thể nghe được tiếng sóng biển. Kết hợp với chúng ta đứng phóng tầm mắt ra xa thì mình có thể quan sát được toàn cảnh ở khu vực gọi là khu vực biển bạn. Mình sẽ thấy được biển mênh mông luôn các bạn. Rất là giống với những nơi mà có biển, và đặc biệt là quê hương của Nhật Kiều Lịch cũng là xứ biển các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay ngược lên trên để tiếp tục ghi hình một vài những cái điểm khác nữa để gửi đến cho các bạn nha. Chúng ta sẽ di chuyển ngược lên trên lăng cá ông để đi xuống vị trí phía dưới lại. Nhìn không giống anh? Không giống nhỉ. Dạ. Nghe người dân chia sẻ ở đây là bàn tay tiên ấy. Dạ. Nó có hình dung thôi. Có khi là cái kia kìa. Cái nào? Cái kia đang dựng lên. À cũng có thể là đây bên đây. Đấy, cái này này. Đây đang dựng ngay chỗ Đây, mặt tiên đây. Đây qua đây các bạn, qua đây cho bạn xem này. Cái này thì nó cũng giống nhá. À dạ cũng giống. Giống bàn tay ngửa này. Đây đây là con cái này, cùng con cái này, còn bên kia là bốn ngón nữa kìa. Dạ đúng rồi. Thì nó cũng giống. À ngón nó ở ngoài kia vào á hả? À đang kiểu nằm ngửa này. Đây cho bạn xem nè. Đây. Bên đây có thể là bàn tay tiên. Ngay chỗ vị trí để Nhật Kiều Lịch zoom lên cho các bạn xem nha. Ngay vị trí có một cái lư hương đang thờ ở đây các bạn. Đó. Đây. Nhìn nó giống hơn. Các bạn thấy không? Giống hơn là bàn tay đang dựng thẳng này các bạn nè. Đó, còn ở khu vực bên cạnh đây thì mình cũng nhìn nó bàn tay hất vào. Rất là giống một bàn tay đang ngửa lên các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Và đa phần là mọi người sẽ thấy giống nhất là cái khu vực bàn tay đang dựng đứng ở bên chỗ cái lư hương đang thờ đây nè. Đó, rất là nhiều người nếu mà không biết thông tin thì sẽ bị nhầm lẫn các bạn. Chọn á, giờ thì con tay. À dạ. Anh là người ở ngoài Bắc vào chứ anh hả? Ừ, ngoài Hà Nội. À dạ, vào đây du lịch. Dạ. Ở đâu? Sài Gòn à? Em miền Trung, em ở Nha Trang. YouTube à? YouTuber. Dạ, vâng. YouTuber. Một anh đi gọi là đi phượt. À em cũng đi phượt luôn. Dạ. Đi được mấy tỉnh rồi anh? Không, bọn anh ở Cà Mau thôi. Đi hôm qua đi mấy năm căn rồi Thị Tường. À Sẻo dạ. Quýt. Dạ. Thì hôm nay mới về Sẻo Đước. Sẻo Đước. Hôm nay về đây về chỗ Hòn Đá Bạc. Dạ. Nơi mà phản gián của những dạ đúng rồi. Việt Nam Cộng hòa lưu vong bên Thái về đây, họ di chuyển từ vịnh Thái Lan bằng đường sông, đường dạ, thuyền vào đây để âm mưu mình đã triệt phá luôn. Mình thì chặn đứng tại đây luôn, thì đây có diện tích của là Bộ Công an quản lý. Dạ. Có cả nhà trưng bày, có bảo tàng, có di tích. Đấy. Dạ. Xin chào. Anh quay à? Dạ. Đi. Rồi bây giờ sẽ di chuyển xuống khu vực ở phía dưới. Còn em lên trên này trước hả? Dạ, em đi từ ở dưới em lên, giờ xuống ngược lại ở dưới lại. Dạ, có khu vực khu tưởng niệm. Dạ, khu tưởng niệm ở bên cạnh. Hình như khu tưởng niệm vừa rồi làm chắc anh cũng đi rồi chứ. À dạ, vậy là hết rồi. Còn bên kia còn cái gì thờ mẫu? À dạ, thờ mẫu. Đi hết các Việt Nam à hay sao? Dạ vâng, em đi hết 63 tỉnh thành rồi. À, dạ. Cà Mau là cuối à? Dạ, Cà Mau là cuối. Điểm cuối. Dạ. Tỉnh nào cũng đi luôn. Dạ, tỉnh nào cũng đi hết rồi. Rồi như đã hứa với các bạn lúc nãy thì bây giờ Nhật Kiều Lịch đã xuống từ trên núi, mình di chuyển xuống rồi. Ngay chỗ vị trí gọi là bàn tay tiên, bàn chân tiên. Mình di chuyển xuống khu vực gọi là nhà hàng các bạn. Nhà hàng khách sạn Hòn Đá Bạc. Và hôm nay thì Nhật Kiều Lịch sẽ không dùng bữa trong đây, tại vì mình cũng mới dùng bữa ở trên đường đến đây ghi hình rồi. Nó cũng còn no cho nên là cũng không phản ánh đúng cái vị của món ăn. Tại vì khi mình đã no thì mình review nó sẽ không có chân thật các bạn. Cảm giác mình no rồi thì mình ăn nó sẽ bị nhơ nhơ nhơ, kiểu như là các bạn xem nó không có, ví dụ những cái món mà
thực sự nó ngon đi, mà mình ăn cảm giác bạn thấy bạn không ngon thì bạn nghĩ là nó dở. Cho nên là hôm nay trong video này mình sẽ không thưởng thức ẩm thực ở đây, mà sẽ ghi hình cái bản thực đơn cho bạn xem nha. Để cho bạn xem cái bản thực đơn ở nhà hàng. À đây các bạn, bên đây mình thấy có một cái hồ người ta đang rộng cá này bạn, người ta đang nuôi cá để bán cho khách á. Bên đây cá gì thấy đi, to đùng giống như cá trê cái gì các bạn. Đó, ở đây nữa, đây nữa, bên đây. À, bên đây như là cá thồi lòi các bạn. Con nào nấy to đùng các bạn thấy không? Cá thồi lòi. Rồi giờ đi vào nè. Cho bạn xem menu. Ở đây người ta cũng có nước uống đồ đầy đủ các bạn. Không biết là bạn giá này có thay đổi theo mùa hay như thế nào hay không. Đây, menu của nhà hàng Hòn Đá Bẹt. Gồm các món lẩu nè. Đó, giá từ 300 cho đến 550. Rồi cái món xào, món kho, món chiên. Rồi bên đây là những cái điểm tâm đồ này kia. Cái giá họ ghi lâu rồi cho nên là có thể là nó sẽ mờ, các bạn xem không có rõ lắm. Nhưng mà cập nhật cái bảng giá nó dao động từ những cái món bình thường là lẩu nó dao động từ 300 cho đến 550. Đó là lẩu. Còn món xào là tầm khoảng cứ 200 ngàn, 179 ngàn một món các bạn. Món kho thì cũng 100 mấy một món. Cá chiên cũng vậy luôn. Và những cái món nướng thì nó từ 100 mấy cho đến 1 triệu mấy. Đó là món mực là đắt nhất các bạn. Ở đây là món mực là đắt nhất. Rồi còn những món còn lại là chỉ 100 mấy một món thôi. Rồi đó là cập nhật cho bạn xem cái menu ở nhà hàng Hòn Đá Bẹt. Đây ra đây cho bạn xem quang cảnh ở phía trước nữa nè. Cảnh đây vô cùng mát mẻ luôn bạn. Rất là nhiều những cây lớn, cây xanh ở đây. Cho nên là khi chúng ta ngồi chúng ta thưởng thức ẩm thực ở đây thì cũng rất là thú vị. Xung quanh là biển, tại vì trên đây là hòn lớn các bạn, Hòn Đá Bẹt. Và đây chỉ các bạn, bên đây như là khu vực gọi là khu khách sạn này. Đó, nhà hàng nằm ở dưới, còn khu khách sạn là ở bên trong đó luôn. Thì hình như là cái giá phòng ở đây nó dao động tầm khoảng cỡ 350, 400, 500 gì đó. Là một số những cái giá phòng ở trên đó, trên khu khách sạn các bạn. Đây, đứng đây cảnh rất là mát các bạn thấy không? Mát mẻ vô cùng. Và chúng ta vừa thấy được cảnh biển, chúng ta vừa ngồi để thưởng thức ẩm thực luôn. Thì có lẽ là bây giờ Nhật Ký Lịch cũng xin khép video lại tại đây luôn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Đừng quên để lại cho Nhật Ký Lịch một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Ký Lịch trong những video sắp tới. Sẽ còn rất là nhiều những video hay, hấp dẫn và khám phá những địa điểm mới lạ để gửi đến cho các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.